Vâng, em Ánh xin được kính chào toàn thể quý chị và các bạn đã trở lại với siêu thị ô tô Bika Hà Nội, Vương Quốc Gầm Cao, có địa chỉ tại số 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hôm nay thì em Ánh xin được giới thiệu cho quý chị các mẫu xe bán tải đang có mặt tại cửa hàng bên em. Toàn những mẫu xe cực kỳ là đẹp, cực kỳ chất luôn quý chị nhé. Em sẽ giới thiệu sơ bộ và báo giá trực tiếp luôn cho quý chị. Trước tiên đây là một chiếc Ford Ranger bản XLS. Ford Ranger XLS một cầu số tự động đời 2020 quý chị nhé. Được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan và có mức giá là chỉ nhô 700 triệu một chút thôi. Đấy là cụ thể là 710 triệu quý anh chị nhé. Đấy. Tiếp theo là một chiếc Ford Ranger Raptor, chiếc xe bản cao cấp nhất của Ford Ranger. Đấy là đời 2020 và cũng được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Và chiếc xe này là điều đặc biệt là mang biển A quý chị nhá, biển xe con, không có thời hạn. Đấy ạ. Chiếc này thì bên em đang chào bán là 1 tỷ 295 triệu, mới ô tô là 2,2 vạn km thôi, lăn bánh được 2,2 vạn km thôi. Đấy. Tiếp theo là một chiếc Mitsubishi Triton đời 2019, phiên bản số sàn, máy dầu. Đấy, siêu tiết kiệm nhiên liệu và giá cực kỳ hợp lý quý chị ạ, chỉ 510 triệu thôi. Đấy. Tiếp theo là một chiếc Ford Ranger nữa, thêm một chiếc Ford Ranger bản wheelchuck, tức là bản full, hai cầu số tự động đời 2016, mang biển số thành phố Hà Nội và mới lăn bánh được đâu đấy khoảng hơn 7 vạn km thôi. Hơn 7 vạn km thôi. Đấy. Và có mức giá là 720 triệu quý chị nhá. Tiếp theo là một chiếc Mazda BT50, chiếc bán tải đến từ thương hiệu của Mazda. Phải nói là mức giá rất là hợp lý, bản 2 cầu, bản full đời 2015, tức là bản full kịch sàn đấy ạ, số tự động. Đấy là có mức giá chỉ là 535 triệu thôi quý chị nhá. Và chiếc xe cuối cùng em xin giới thiệu cho quý chị là một chiếc xe cực hiếm, một chiếc Ford Ranger đời 2017, bản wheelchuck, nhưng mà wheelchuck một cầu quý chị nhá, động cơ 2.2, siêu tiết kiệm nhiên liệu và khỏe khoắn. Đấy, chỉ là bản một cầu thôi mà có mức giá rất là hợp lý, chỉ nhô 700 triệu một chút thôi ạ. Đấy, nhô 700 triệu một chút thôi quý chị nhá. Đấy, quý chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở dưới màn hình. Đấy, để cho hoặc là liên hệ trực tiếp em nhé, để em hỗ trợ cho quý chị một cái mức giá tốt nhất có thể. Toàn bộ các cửa, toàn bộ mẫu xe nhà em thì nhà em sẽ có cam kết bằng văn bản, tức là về chất lượng của pháp lý xe, 4 tiêu chí. Thứ nhất là xe không bị tai nạn đâm đụng, ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis. Thứ hai là xe không bị ngầm nước thủy kích. Thứ ba là không bị tháo cầu máy, bù máy, hạ máy. Và cuối cùng đấy là giấy tờ pháp lý rõ ràng, không tranh chấp, không ẩn nguội. Và hơn nữa là đến với cửa hàng bên em sẽ có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% giá trị xe, lãi suất thì cực kỳ ưu đãi. Đấy. Thì xin được chân thành cảm ơn quý chị đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Đấy, rất mong quý chị ủng hộ em và bấm vào nút gọi đi quý chị nhé. Đấy, cảm ơn quý chị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.